Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giảng về bài 22 lực Lorentzian trắc nghiệm câu 1 theo chiều của lực Lorentzian được xác định rằng A quy tắc bàn tay trái, B quy tắc bàn tay phải, C quy tắc cái đinh ốc, D quy tắc vặn nút chai. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục bài 41. Phenol 3, hoạt động 3, luyện tập. A. Mục tiêu, luyện tập củng cố kiến thức đã học trong bài. B. Nội dung, tổ chức trò chơi Clicker. Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi bằng cách giơ tay và nhận trả lời. Ôi trời ơi, xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp nói đến tiết 13, từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân. Tiếp điều bài học một, kiến thức mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung của xã hội và lời nói cá nhân. Ngôn ngữ chung là phương tiện giao tiếp chung, bao gồm những đơn vị ngôn ngữ chung, âm tiếng từ ngữ cố định và các quy tắc thống nhất về việc sử dụng các đơn vị và tạo lập các sản phẩm cụm từ câu đoạn văn bản. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục bài 5, một số vấn đề của châu lục và khu vực. 3. Bài mới, hoạt động 1, tìm hiểu một số vấn đề về tự nhiên, mục tiêu. Biết Mỹ Latin có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế, phương thức, tư duy, tranh luận tích cực, động não, thuyết trình, diễn giảng, nhắn thoại gợi mở. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục bài 18, phần hoàn nóng. Hệ tuần hoàn kín, động vật có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu và động vật có sức sống. Đặc điểm, máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim. Còn cái cuối cùng đấy. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục bài 10, cấu trúc lập. Hoạt động 2, khám phá kiến thức mới. Câu lệnh lập for. Mục tiêu, học sinh hiểu thuật toán của câu lệnh lập for. Phương thức, giáo viên trình bày yêu cầu kiến thức cần đạt thông qua câu hỏi. Học sinh thảo luận tự tìm hiểu kiến thức cần thiết để trả lời câu hỏi của giáo viên đặt ra. Nội dung, tài liệu tin học. Sản phẩm, học sinh xây dựng hoàn chỉnh thuật toán, ví dụ trang 46. Xong rồi chị. Không mấy à?
phân hóa học, phân hữu cơ, phân vi sinh,
của mình. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cùng với các bạn giáo án môn địa lý. Môn địa lý chúng ta để ý tiết 24 và 19, sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất. Chào các bạn đã đến với buổi lesson của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn giáo án môn đạo đức lớp 10. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài 10 quan niệm về đạo đức, phần lớn mục tiêu bài học một nhỏ về kiến thức. Nêu được thế nào là đạo đức, phân biệt được sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán, hiểu được vai trò của đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội. Sao nóng thế? Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến với các bạn giáo án môn hóa học lớp 10. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài 2, môn tử hóa học tiết 3, hoạt động 3, đồng vị. A. Mục tiêu trình bày được khái niệm đồng vị, xác định được thành phần nguyên tử của các đồng vị, nhận biết các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến với các bạn giáo án môn lịch sử lớp 10. Hôm nay chúng ta cùng đến với tiết 15 bài 9, Ấn Độ thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Một lớn mục tiêu, một nhỏ kiến thức. Học sinh nắm được sự xâm lược và chính trị của thực dân Anh đối với Ấn Độ và hậu quả của nó. Các bạn không rõ là lắng nghe, các bạn sẽ học sau. Xin chào các bạn đã đến với bài giảng của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn giáo án môn ngữ văn lớp 10. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết 25, đọc văn ca dao hài. Ca dao hài hước, một lớn mục tiêu, một nhỏ kiến thức. Cảm nhận được tiếng cười lạc quan của người dân, của người bình dân trong xã hội xưa, thấy được nghệ thuật trào lộng trong những bài ca dao hài hước. Lít luôn. Hai mình ngủ.
Em chuyển cho Huệ một năm mình tiền nước chứ gì? Chưa à? Em chuyển cho Sang. Tiền xe không có. Hôm qua có tiền. Chị mua ở đâu ấy thì cha mua của em. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến với các bạn giáo án môn toán đầu lớp 10. Hôm nay chúng ta đến với tiết 39 bài 10 bài tập sách bài tập. Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài 10 sách bài tập. Giáo viên họ nói như sau: vẽ đồ thị hàm số y bằng 0,2 x bình hàm số sinh năm bài tập 10. Cốc siêu to nhá chị. Y bằng 2x. Có. Hôm nay cháu mua không? Cái quán đối diện cái ngõ rẽ sang bên trên gần cổng gần đi xe đấy. Mình thấy có cái bán cái cốc 1 lít đấy, 20.000. Wow. Chị. Có ai cũng không đồng ý 1 lít. Mua mẹ cốc 1 lít rồi uống. Đúng rồi em, chị Nhung. Không. Uống thiệt sữa một lít. Sợ rồi đấy. Vãi lò luôn. Uống một lít. Chào các bạn quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn giáo án môn vật lý lớp 10. Hôm nay chúng ta đến với bài 1 làm quen với vật lý, tiết 2 giáo án vật lý lớp 10 kết nối tri thức. Phiếu học tập số B đọc cục 4. Hai phương pháp mô hình và sơ đồ. Phương pháp mô hình: hình 1.10, câu 1 kể tên một số mô hình vật chất mà em thấy trong phòng thí nghiệm. Câu 2, nêu một số mô hình lý thuyết mà em đã học. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến với các bạn giáo án công nghệ lớp 7. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết 20 là đất trình bày được điều kiện lập vườn tương vườn gieo trên rừng, hiểu được các công việc cơ bản trong quy trình đào đất hoang, biết được kỹ thuật tạo nên đất gieo ươm trên rừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cao qua hết bao nhiêu thằng? Thằng lên cao luôn. Bạn là may mắn là không được ai chứ. Thank you.
Hai lớn cao trào khoáng nhân thứ nhất về tầng năm khởi nghĩa tháng 29/5.
về kiến thức trình bày được chủ trương của Đảng khi nhận đạo chính pháp và diễn biến cao trào cá nhân của nước kể từ tập khởi nghĩa năm tháng 8 năm 1945. Một hôm đôi bạn đang đứng ở cây đa đồng đầu làm thì bỗng nhiên viên đạn bay trúng sẻ. Sẻ hốt hoảng kêu lên đau đớn sợ quá, bạn vội bay đi mất. Cùng với mắm sẻ mới bay về nhà cho các bạn truyền thừa tay qua nên sẻ bị thương nên bất tỉnh. Truyền thừa gọi ong gọi bướm đưa về chỗ vết thương có thể tiện và sẽ chịu sâu đi tìm thức ăn cho sẻ. Việc sử dụng tiếng Việt, hai kỹ năng nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt, nói viết và đặt yêu cầu trong sáng. Chào các bạn hôm nay, trong học ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài dân cư cách đầu, mục tiêu kiến thức và giúp các đại biểu cuộc sống của cách đầu, mô tả các đặc điểm của tập hòa của cách đầu, thích nghi ở nước, thích nghi ở cảng, hai kỹ năng, dành kỹ năng quan sát tranh, kỹ năng hoạt động nhóm, ba là thái độ, giáo dục học sinh, cách học tập có ích, cùng hai lớn cơ sở dạy học, tranh của tạo ngoài của cách đồng, mẫu vật có cách đồng. Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 2 hàm số lý thừa. Một tờ mục tiêu và kiến thức kết khái niệm và tính công thức của hàm số lý thừa. Đưa công thức tính đạo hàm của các hàm số lý thừa. Đưa rằng đối thị của hàm số lý thừa. Chào các em, bài giảng của thầy kết thúc tại đây. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chủ đề 4 vẻ đẹp trong tác phẩm minh họa, đại diện không gian cho tác phẩm minh họa thế giới và địa trung đại. Một lớn mục tiêu 1.1 năng lực thẩm mỹ. Đây là kỹ thuật quan sát và nhận thức thẩm mỹ, hình thành phát triển kỹ năng quan sát, được khai thác không gian trong ở địa trung đại, mô phỏng sản phẩm mỹ thuật của mình.
ta ngồi sau xe đạp, xe máy an toàn, biết được những quy định khi ngồi sau xe máy, xe đạp phải ngồi ngay ngắn, không mang vật cồng kềnh, không sử dụng ô, không mang, không bám kéo đẩy các phương tiện, không đứng yên, không đứng trên yên xe, sao các bạn giao hàng hoặc kéo nóng mới lên luôn. Thì cầm đi hoa bắt đưa lên đây luôn. Ngồi đây một tí là này. Nó về rồi nó quay trước xong nó đấy lại. Chào các em đến với ngữ văn lớp 9. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài bếp lửa, tự học có hướng dẫn bằng Việt. À, mục tiêu cần đạt giúp học sinh cảm nhận được tình cảm, cảm xúc chân thành của nhân vật chữ tình, người cháu, người bà giàu tình thương, đức hy sinh. Thầy đương nghệ thuật miêu tả cảm xúc thông qua hồi tưởng kết hợp với sự miêu tả tự sự bình luận của tác giả trong bài thơ giáo dục tình yêu thương gia đình, người thân, yêu thương quê hương, rèn luyện kỹ năng đọc, phân tích tác phẩm thơ chữ tình. Chào các em đến với vật lý lớp 9. Hôm nay chúng ta đến với bài 32 tiết 33 điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng. Mục tiêu về kiến thức xác định được có sự biến đổi tăng hay giảm của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây kín khi làm thí nghiệm với 500 vĩnh cửu hoặc 500 điện. Dựa vào quan sát thí nghiệm, xác lập được mối quan hệ giữa sự xuất hiện dòng điện cảm ứng và sự biến đổi của đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây kín. Phát biểu được điều
kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng, vận dụng được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng để giải thích vào chuẩn đoán những trường hợp cụ thể trong đó xuất hiện hay không xuất hiện dòng điện cảm ứng. Chào các em, đến với bài 32 vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống. Một mục tiêu về kiến thức biết được quá trình sản xuất và truyền tải điện năng, hiểu được vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống. Hai, về kỹ năng rèn luyện kỹ năng quan sát. Ba, thái độ giáo dục ý thức tiết kiệm điện năng của học sinh. Chuẩn bị của giáo viên học sinh. Giáo viên nghiên cứu bài 32 sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, cách vẽ hình, sưu tầm tranh ảnh về các nhà máy sản xuất điện, về hệ thống truyền tải điện năng. Chào các em, đến với toán học lớp 9. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 3. Góc có đỉnh ở bên trong, ở bên ngoài đường tròn. Một, góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Cho đường tròn tận O, hai dây AB và CD cắt nhau tại Y. Khi đó góc BID hay góc AIC gọi là góc có đỉnh bên trong đường tròn. Góc BID chắn hai cung là cung BMD và cung ANC. Số đo góc đỉnh bên trong đường tròn bằng nửa số đo hai cung bị chắn. Chào các em, đến với địa lý lớp 9. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết 28, vùng Bắc Trung Bộ, phần tiếp theo. Mục tiêu về kiến thức yêu cầu cần đạt: kể tên các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng, phân tích được tình hình phát triển của các ngành kinh tế vùng Trung Bộ, nhận xét giải thích được sự phân bố số ngành sản xuất chủ yếu ở Bắc Trung Bộ. Hai, về năng lực chung, tự chủ tự học, biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao, năng lực giao tiếp hợp tác, trình bày suy nghĩ ý tưởng, lắng nghe, phản hồi tích cực, giao tiếp hợp tác làm việc nhóm, năng lực địa lý, năng lực kiến thức khoa học địa lý, phân tích bằng số liệu, trình bày tình hình phát triển kinh tế vùng Bắc Bộ. Chào các em, đến với bài 11, tạo hiệu ứng động. Một, mục tiêu về kiến thức biết vai trò tác dụng của các hiệu ứng động khi trình chiếu và phân biệt được hai dạng hiệu ứng động, biết tạo các hiệu ứng động có sẵn cho bài trình chiếu và sử dụng khi trình chiếu, biết sử dụng các hiệu ứng một cách hợp lý. Hai, về kỹ năng tạo được các hiệu ứng động. Ba, thái độ giáo dục thái độ học tập nghiêm túc tích cực, làm quen với phần trình chiếu. Chào các em, đến với bài ôn tập học kỳ 1, mục tiêu về kiến thức củng cố các kiến thức về các loại hợp chất vô cơ, về kiến thức kim loại, phi kim, vật dụng và làm các bài tập liên quan, năng lực phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt, thiết bị dạy học học liệu, giáo viên chuẩn bị sơ đồ chuyển đổi giữa các loại hợp chất vô cơ, hợp chất hữu cơ và kim loại vào các bài tập vận dụng, học sinh ôn lại kiến thức đã học từ đầu năm đến giờ. Cho các em, đến với tiết 11, bài 10, vẽ trang trí, màu sắc. Mục tiêu về kiến thức, học sinh hiểu được sự phong phú màu sắc trong thiên nhiên và tác dụng của màu sắc đối với cuộc sống con người. Hai, về kỹ năng, học sinh vẽ hiểu được cách pha màu áp dụng cho các bài vẽ trang trí. Ba, thái độ học sinh trân trọng yêu quý thiên nhiên và có cảm nhận riêng về màu sắc.
Chào các em đến với bài tin 11 bài 10 vẽ trang trí màu sắc. Mục tiêu về kiến thức hiểu được sự phong phú của màu sắc trong thiên nhiên và tác dụng của màu sắc đối với con người. Chào các em đến với bài 28 phương pháp nghiên cứu di truyền của người. Mục tiêu về kiến thức giải thích được sự di truyền của vài tính trạng hay hiện tượng đột biến ở người, phân biệt được sinh đôi cùng trứng và sinh đôi khác trứng, hiểu được ý nghĩa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh trong di truyền học, từ đó giải thích được một số trường hợp thường gặp, phát triển năng lực chung và năng lực riêng biệt về phẩm chất, giúp học sinh rèn luyện bản thân và phát triển các phẩm chất tốt đẹp, hiếu đức, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Chào các em đến với tiết 15 bài 14 nước Âu Lạc. Một mục tiêu bài học về kiến thức ghi nhớ diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Tần, sự ra đời của nước Âu Lạc, biết được sự thay đổi rõ nét về sản phẩm, về sản xuất và đời sống của các nước Âu Lạc, thái độ bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức cảnh giác đối với kẻ thù, kỹ năng rèn luyện, kỹ năng đánh giá sự kiện, rút ra bài học lịch sử, so sánh năng lực phẩm chất, tự học, tự giải quyết vấn đề, chuẩn bị giáo viên, chuẩn bị bài soạn tài liệu liên quan, tích hợp với văn học, học sinh đọc trước bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa.
Thank you.
Thank you.
chào các bạn đến với tiết học ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta đi học tập tiếp theo thì là công trình đối cục. Trên trang thực tế tạo sự cân đối, muốn vẽ được lõa hoa quả cần tiến hành như thế nào? Tiếp tục hình hình chữ nhật. Chào các bạn đến với tiết học ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta đi học tập tiếp theo. Giáo viên hướng dẫn nhắc quả bài, nhắc đến nhân quyền, nhắc đến một lỗi lạc của dân tộc, không chỉ được đánh giá cao về ý thức mà còn cả những trăn trở của ông trước thế sự cuộc đời, với những vần thơ của ông để lại miêu tả cả khúc quê hương nhưng lại hiện nỗi niềm. Chào các bạn, thì với bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi học phần tiếp theo. Phong trào thanh niên cuối thế kỷ 19 quốc tế thứ hai, học sinh trình bày được phong trào cuối thế kỷ 12 thích có cuộc ra đời của Đảng Cộng sản, hiểu được cái đó là nguyên nhân của dân ta của quốc tế thứ hai. Chào các bạn đến với tiết học ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta đi phần tiếp theo. Ba hoạt động ba luyện tập a mục tiêu phần luyện kiến thức về quy trình tích vào làm bài tập vận dụng phương pháp tích thành phân tử để thành tạo quy trình tích. Nội dung giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập 21 a b 22 a b d 23 a 17. Chào các bạn đến với tiết học ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi phần tiếp theo, hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh. Giáo viên học sinh dự thi sản phẩm, học sinh hoàn thành bài báo cáo kết quả đúng mục cơ bản để thực hiện biện pháp phòng tránh cho người khác đến tiếp xúc với máu người bệnh, không dùng chất kim tiêm. Chào các bạn đến với tiết học ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta đi phần tiếp theo, hoạt động thực hành. Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ vào bài tập ấy A4, học sinh dùng chiếc kẻ để điểm 5 cm đến 5 cm. Chào các bạn đến với tiết học ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta đi học phần tiếp theo của môn hóa học rõ ràng. Đây tổ chức thực hiện phương pháp giải quyết vấn đề hợp tác tính toán của kiến thức hoàn thành nhiệm vụ. Giáo viên yêu cầu nhắc lại phân của bài. Chào các bạn đến với tiết học ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta đi học phần kiểm tra thực hiện hành thứ hai, một mục tiêu về dự những cơ độ về ngôn ngữ lập trình cụ thể kết nối cho cùng một chương trình và thành phần biết cơ cấu của ngôn ngữ lập trình cụ thể đều được đều dữ liệu chuẩn biết cách khai báo biến.
phần tiếp theo ngày hôm nay chúng ta phần tiếp theo đối với xảy ra từ và từ vựng đáp đề ăn nước mặn và tạo đất để đi với những trường rừng mặt cắt tay. Đây là tập thỏ mà đặt ở phòng dây đó ở đây. Nhưng mà dù sao thì ở ngoài đường vẫn tốt hơn trong phòng này. Chào các bạn, đến với tiết học ngày hôm nay, trong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, hoạt động vận dụng chạy đà. Để tìm chạy đà, tập trung thực hiện động tác đá lăn, luyện động tác đá lăn với điểm và điểm vật chạy đà. Câu hai, đây là chơi. Đặt câu hỏi đến hạn. Đúng. Nông nhiên điện thoại to à? Ừ, không thấy đâu. Mở cái dây cạnh em lên nhiều gì? Nó có đang mở không? Thank you.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài giảng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào bài giảng ngày mai. Thank you.
Túi luôn.
Chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần đấy và mặc cái quần đấy thì tao bài 5 về khối lượng, đo khối lượng. Một kiến thức nêu được các khối lượng của mình xin kết thúc tại đây, hẹn các bạn trong những chia sẻ tiếp theo. Phần biết hiện tượng chất bao tạo nên vật và nắm được các đơn vị của khối lượng kilo. Ông em cứ tưởng là hai giờ mới đến chào bằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.